chào các bạn nha, lại là mình đây. Mình đã lên đây để review món ốc gạo luộc sả nha các bạn. Bây giờ mình đã ốc thì mình đã ngâm từ sáng, là ngâm ớt cho nó nhả cái chất dơ, mình đã luộc rửa sạch sẽ rồi, mình cho vào nồi, mình đập sả mình để lên nha. Bây giờ mình sẽ đổ thêm nước nha các bạn. Các bạn ơi, thì cái món ốc gạo này á, mình luộc với sả nè, mình ninh trong vòng 15 phút là nó chín rồi nha các bạn. Hôm nay mình tiếp tục lên cái khu vực mà ở trên cái mái nhà của mình nè, để mình review cái món ốc này. Mình thích lên đây vào cái cảnh vòng thứ nhất, một là buổi sáng sớm, hai là vào buổi chiều. Vì buổi chiều các bạn biết sao không, bầu trời các bạn nhìn nè, cái ngày về chiều nó rất là mát, nó không có còn nắng. Cái clip bạn, các bạn có nhớ mình review cái mâm trái cây có 102 của mình không? Lúc đó thì trời nó hơi bị nắng cho nên mình đội nón. Còn bây giờ trời này, lúc này này là hơn 5 giờ rồi, trời rất là mát. Mà mỗi lần mình lên đây, cái tâm trạng của mình á, kiểu như là nó thả hồn vào cái thiên nhiên á, nó bay bổng, mình rất là kiểu như là mình vui tươi, hồn nhiên, giống như trở lại thời niên khiếu đó các bạn ạ. Các bạn biết không, trong lúc mình chờ ốc nó chín nha các bạn, thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Thề là hồi mình học lớp cấp 2 á, hồi mình học lớp 9, cỡ lớp 8, lớp 9 á, các bạn còn nhớ cái xe đạp mà sườn ngang không? Có cái cây ngang ở trên, ở giữa. Đó là hồi đó là mình đi học từ lớp 6 đến lớp 9 là bằng cái chiếc xe đạp sườn ngang đây nha các bạn. Thì mình có đạp chung một cái nhóm bạn của mình đi xuống Vũng Tàu chơi ngay cái chỗ khu vực bãi sau á, thì mình có đạp xe xuống đó. Rồi buổi chiều cái lúc mà mình khẽ dốc á, mình chở một bạn nữa, bạn gái, người bạn gái của mình ngồi đằng sau á, bạn tên là Tâm. Thì mình chở cái chiếc xe đạp ngang đó, mình chạy, ô chào, mình đâu có biết đâu, mình khẽ dốc, mình chạy chứ cứ chạy piu 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 piu, cái mình cứ nói là vô. Cái chân của mình cứ lết xuống đường á, mình bóp tắng xe nó đứt hai cái tắng luôn. Thế là mình đâu có bóp tắng được đâu, mình phải dốc mình chạy xuống. Thì các bạn biết là cái khu vực bãi sau buổi chiều là rất là đông người, người ta đi tắm biển á, mình cứ nói người ta là vô, mà buồn cười lúc ấy mặt mình tái mét luôn. Thêm một cái là lúc đó là mình cái tay lái mình cứng á, chung thôi là người đi một nơi, xe đạp đi một nơi luôn các bạn. Đó là cái câu chuyện mà mình hồi mình học hai mình rất là buồn cười. Rồi mình có một cái câu chuyện này nữa, hồi mình học lớp 6 á, mình rất là nghịch. Hồi mình học cái cấp 2 mình nghịch lắm, mình chạy xe, hồi mình đi học về mình chạy xe lúc 11 giờ, mình thấy các bạn nam á lái xe đạp hay bỏ hai tay ra rồi lái, mình cũng bắt trước thử ngay cái chỗ đường hẻm 1014 đó các bạn. Đó, cái chỗ tranh vàng của sát gần sát nhà mình. Mình thả hai tay xe đạp ra, mình chạy sao mình té cái dập môi luôn các bạn. Đúng là cái thời đấy mình nhớ có một đúng một lần đấy thôi, mình tưởng cho tới già luôn. Từ lúc đó giờ mình chạy xe không bao giờ mình bắt trước ai là làm cái gì. Đó là hai cái kỷ niệm của mình là nhớ lắm. Các bạn có thể nhìn bên phía xa của mình, con đường để mà chạy qua Gò Găng á các bạn, người ta đã làm xong rồi các bạn ạ. Bây giờ người ta chỉ có đổ nhựa vô để người ta cán cho trơn. Còn cái chỗ mà một cái cát đó là cái cùng binh đó các bạn, để cái cùng binh. Thấy cái đằng trước nhà mình không, ngay chỗ cây me đó, từ đằng trước đó sau nè, chắc hồi mình nghĩ là qua Tết ấy, tại vì có cái tiêu lệnh, chỉ lệnh là nó sẽ lấy vào trong nhà mình 7 mét. Đó, ngay 7 mét ngay đây, ngay cái chỗ lan can gần, cùng gần ngay cái lộ lan can nhà mình đó. Đó, thì mình muốn nhà nước lấy của nhà mình hết đi cũng được, tại vì nếu mà nhà nước lấy hết là mình rất là nhẹ đầu, khỏi phải tranh giành, khỏi phải nói là nhà này nhà kia, ở này ở kia. Nhà nước lấy xong nhà nước đền bù cho rồi, chia cầm số tiền, chia đôi, chia ba, chia tư, rồi cầm xong đi mỗi người đi một phương hướng rồi sinh sống làm ăn, cái đó là tốt đẹp nhất các bạn. Nhưng mà lại không được, vẫn còn một chút cái nhà để mà tranh giành đó các bạn. Có thấy phía tên tay phải của mình không? Đó, đằng sau nhà mình đó là cái trường học Hải Nam. Trường học Hải Nam đấy là lấy đằng sau đất nhà mình. Còn cái bên phía mấy cái cánh sau nhà này là nhà nước đã lấy rồi nha các bạn. Bồi thường hết rồi. Thì mọi nhà người ta đều dọn đi để lại cái trả lại cái mặt bằng trống cho nhà nước. Còn các bạn thấy cái tượng Đức Mẹ và bế Chúa Giêsu, ảnh Chúa Giêsu đằng xa kia
là của một nhà. Nhà đó là nhà của cô Mai, cũng bị lấy hết rồi, nhưng mà còn lại 1 mét, gần 2 mét đó, đó là cái tượng đặt của chú Đức Mẹ, vẫn còn để đó. Còn nhà là bị lấy hết rồi nha các bạn. Món ốc của mình sắp gần chín rồi nha các bạn. Rồi mình mở ra mà cái mùi xả các bạn thơm ngọt ngào. Mình đã luộc ốc chín rồi nha các bạn. Mời các bạn dùng chung món ốc của mình nha. Gạo này mình thêu. Ồ, con này đứt đuôi. Chứ mình thêu hết cái ruột ra ăn vẫn được nha các bạn. Đứt đuôi à. Cái này muối với lại, ấy quên, ớt với lại gừng. Ngon lắm các bạn. À, ngon chưa? Ngon. Ngon lắm các bạn. Cái này gọi là ốc gạo nha các bạn nha. Nó lạnh tính lắm. Thì cái ốc gạo này, nó lạnh hơn là ốc bưu. Mình ăn đó. Nó hơi bị nhẵn nhặn. Chiều hoặc là buổi sáng ấy các bạn, mình thích lên đây cái nhà mái nhà mình mát. Tối à các bạn à. Trời mà tối à. Mà lên đây mà ngồi à. Đẹp. Các bạn nhìn em bé Bin của mình à. Không. Em bé tóc đang sau. Nói chung là các bạn đừng nói là khi mình quay clip hay là bất cứ mình ăn uống mà để cho chó nó tới gần nha các bạn. Cái này những người nào mà yêu độc, yêu chó mà dạng mình chó cưng á, thì các bạn mới hiểu được là cái khi một khi mình nó cũng như là một cái thành viên đối với mình và con em gái mình, thì nó nhìn các bạn, nhìn nó là các bạn cứ nói là chó nó dơ nó ấy, nhưng mà thật ra thì một khi mình đã nuôi nó thì mình sẽ chích thuốc đầy đủ, giống như một con người. Các bạn cứ tưởng tượng là một em bé mà mới sinh ra là mình phải chích ngừa, tiêm ngừa, tiêm này tiêm mấy kia, thì con vật nó cũng y đúc như nuôi một con người á các bạn, y đúc luôn. Thì mình hai con Bin và con Cốc là hai chị em mình là có giấy tờ chích ngừa bệnh dại ve vét hay là lông lá, bất cứ một cái gì là đều chị em mình đi làm và đi chích hết thuốc men đầy đủ. Cho nên là các bạn tối, thậm chí tối còn ngủ chung với mình cơ mà, chứ đâu phải là gọi là những giống như những cái con vật, con chó mà mình nuôi mà mình để cho nó ngủ bờ, ngủ bụi ngoài rẫy ngoài đùng đâu các bạn, không có đâu. Các bạn biết á là cái con bé Bin này này là em gái của mình mang từ bên Úc về Việt Nam. Mà nếu mà mình nói tuổi, cái số năm của nó ra thì chắc các bạn nghĩ là cái số năm của nó là, nếu mà tính đến năm nay nữa là nó được 15 năm rồi các bạn ạ. Đó, là nếu mà so với con người, tính với con người của mình thì con người của mình nằm cái độ tuổi là hơn 100 tuổi. Đó là các bạn biết. Nhưng mà các bạn lúc mà mình đưa nó đi phòng khám pet á, cái lúc mà em bé Bin này này về Việt Nam cái hồi được mấy tháng ấy, thì em bị sốc đó. Sốc từ tiết là một, thức ăn đó, mình nói cái là em bé Bin nhìn mình liền, tuy là một con vật nhưng không nói được, nhưng mà khi mà mình nói nó đều lắng nghe và nhìn mình, nó hiểu hết đó các bạn ạ. Các bạn cứ tưởng tượng đi, y như con người á, khi mà mình sống ở cái một môi trường ở bên Úc, cái thời tiết khí hậu con người, thì con Bin này cũng vậy này, nó sinh ra ở bên đó mà tự nhiên bây giờ nó đi về Việt Nam, cái nửa phần cuối đời nó về Việt Nam nó sống, thì các bạn cùng nghĩ đi đó, nó sốc cái thời tiết, đồ ăn cái không biết sao nó bị chột cái bụng các bạn, cái là thế là nó ói mình và con em gái phải chở đi cái phòng khám pet. Thì xuống đây người ta xét nghiệm siêu âm, người ta nói là hỏi nó là số năm bao nhiêu, thì mình mới nói là nuôi được 14 năm rồi. Người ta không tin, người ta bảo chứ trời ơi, một con chó mà nuôi 14 năm mà nhìn, nếu mà so với ở Việt Nam
thì con này chắc nó cũng đã mất lâu rồi, mà nhìn cái da dẻ của nó rất là hồng hào, săn chắc. Người ta không tin mà, người ta bảo đúng là chó nước giống nước ngoài, nó thời khí hậu nó làm cho nó ấy, thời da dẻ con người, ý con người mình cũng vậy, mình cũng nói là giống con người mình thôi. Cho nên là mình rất là thương và quý lắm. Nó cũng giống như là một người bạn của mình, tâm vui buồn đều có nó. Khi mình đi đâu mình về nó mừng, khi là mình buồn nó cũng ngồi bên cạnh mình. Cốc này cũng vậy, mỗi khi mình buồn mình khóc đều ngồi bên cạnh mình hết. Nhiều khi mình khóc xuống mà nó còn nhìn thấy mình á, mà nó liếm nước mắt của mình. Các bạn có biết không, mình không tin. Mình nói với con em gái của mình mà con em gái mình nó không tin. Cái hồi mà em gái mình đi làm ở bên Singapore và bên Úc á, mình rất là buồn. Trong nhà mình cái người anh hay gây sự với mình á các bạn. Mình là thân vật con gái mình đâu có biết, ý là mình đâu phải là như đàn ông là cho một đấm hay là một tát một gì được đâu các bạn. Đó, thì mình chỉ có biết đóng cửa phòng và mình khóc, ngồi mình khóc, buồn khóc, mình gọi cho em gái mình ngồi mình cũng khóc. Thế là con Cốc rồi nè, nó thấy mình khóc, nó đang chơi ở ngoài sân á, nó thấy mình ngồi mình khóc, nó chạy vào trong lòng mình, nó ngồi và tọt vào trong lòng mình vậy nè. Mà mình kêu nó đi, nó không đi, mình bỏ nó ra, nó không đi, mà nó cũng rớt nước mắt theo mình. Mình không tin mà, mình thấy cái nước mắt, cái dòng nước mắt của nó chạy ra đây nè. Đó, mình mới nói với con em gái mình nó bảo vậy á hả, bảo ừ, tao thấy luôn mà, chẳng nghe lúc đấy tao, lúc đấy là mình quên, mình không chụp lại cái dòng nước mắt đó. Đó, là mình nói thật luôn. Và có như vậy đó các bạn. Công nhận cái ốc này ngon lắm các bạn. Cái này mà có bạn bè nhờ các bạn nhờ, ngồi cái mình luộc á, xả thơm, thơm ghê luôn các bạn. Mình ăn vô khi nó sọc lên cái sống mùi vậy, giống như mình xông hơi á các bạn. Thơm. Đó, mình ăn như vậy, bạn bè mình ngồi cái mình vừa tâm sự mình vừa nói chuyện đó các bạn. Rồi có bạn thì mình uống trái cây, bạn nào uống được bia thì uống băng bia, vui lắm bạn. Các bạn thì về mua món ốc gạo này nè các bạn, về mình luộc, mình luộc sả hoặc là mình hấp sả, các bạn ăn thử đi, ngon tuyệt vời. Mà ốc này nó sạch các bạn, nó không có dơ, ốc gạo mà sạch lắm. Em bé Cốc đứng kế bên mình. Cái này là cốc non nè các bạn ạ. Mình thử ăn cái cốc non nha. Nếu mà tính ăn cốc non để gà bọ ăn thì ở trong nó không có chua các bạn, nhưng mà cái vỏ ngoài ấy thì nó hơi hơi chua chua. Chấm với nước mắm mắm ngon mà. Mình hỏi em gái mình có ăn đâu, ăn cắp không, nó chua. Cốc non này không có chua mấy nha các bạn. Mình mà ngồi mình kêu hết cái mâm này chắc cầu cả tiếng à. Lâu lắm. Không mà ăn con nửa là mình thôi, mình ngưng thôi. Mình nãy giờ mình ăn cũng một tô lơ lợ rồi các bạn. Ngon lắm các bạn. Thì các bạn ơi, mình cũng ăn xong món ốc gạo luộc xả rồi nha các bạn. Và món tráng miệng của mình là cốc non. Trời thì mình đã quay, bây giờ bầu trời cũng đã 6 giờ chiều rồi nha các bạn, hơn 6 giờ chiều trời đã tối rồi nha các bạn. Thì thôi mình xin dừng clip ở đây nha các bạn nha. Các bạn nếu các bạn có yêu thích cái clip ngày hôm nay thì các bạn ủng hộ cho hai chị em mình, kênh Cuộc Sống Hai Chị Em, ủng hộ cho chị em mình bằng cách nhấn nút like, đăng ký, chia sẻ
ủng hộ kênh Cuộc Sống Hai Chị Em mình nha các bạn. Tại vì kênh của chị em mình cũng là kênh nhỏ, mới, ít người biết đến, thì nhờ những cái nút đăng ký, những cái nút like, subscribe của các bạn là niềm động viên, hạnh phúc đối với chị em mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào clip ngày mai. Bye bye. 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.